Dạ, đồ sư cũ Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào cô chú anh chị mình đang xem kênh Đồ Sư Cũ Mê Công. Hôm nay em có về được 20 sản phẩm gồm đồ gỗ và đồ gốm, đồ siêu tầm nha cô chú anh chị mình. Cũng rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em trong 20 sản phẩm này ha. Đó thì mã đầu tiên vô em giới thiệu cho mình 10 cái dĩa Trúc Lâm Thác Hiền. Mã hôm nay là mã 1K nha cô chú anh chị mình, mã K giùm em nha. Đó. Rồi. Đường kính dĩa đem đo là 20 ha. Dĩa Trúc Lâm Thác Hiền hàng này tuổi đời cũng khá là cao rồi. Đó, 10 cái dĩa. Tình trạng dĩa thì nó cũng sẽ có một hai cái nó tóc tóc chút nha cô chú anh chị mình. Đó. 10 cái dĩa này em giao lưu giá 600 ngàn ha. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình tới nhà ha. Rồi. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 nha, 877667. Rồi 10 cái dĩa 600k. Hôm nay ở phía bên nhà người ta có hát cao kê hơi ồn nên cô chú anh chị mình cũng thông cảm giùm em nha. Rồi mã K2 em giới thiệu cho mình một cái dĩa bát tràng men gạn nha cô chú anh chị mình. Chiều cao phủ bì là 38 nha, đường kính dĩa đem đo là 35. Đó, con rồng và con phụng nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn, hàng này vẽ tay ha, men gạn rất là đẹp. Đó. Rồi cái này em giao lưu mình với giá là 800k trọn bộ luôn cái dĩa kê nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi mã lên giùm em mã 3. Mã K3 nha. K3 một cái dĩa gỗ gõ. Chiều cao phủ bì ở đây em đo là 50 ha. Đường kính dĩa ở đây là 43. Đó cô chú anh chị mình xem giùm em. Hàng này thì tuổi đời cũng tầm trên 20-30 năm rồi. Đó. Cái dĩa này là gỗ nguyên khối nha cô chú anh chị mình. Rồi em quay cho mình xem ha, ở phía sau đây. Cái này em bán trọn bộ cho mình với giá là 2,5 triệu, em bao phí ship tặng nhà cho mình nha. Đó, mã là mã số 3K giùm em. Rồi mã số 4 em có về được một cái dĩa, hàng này là gỗ chắc nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ chắc cẳng ngà. Đó, những cái chi tiết này là ngà ha. Đó, ốc và những cái chi tiết vàng này là gỗ xưa nha. Cái dĩa này khá là đẹp luôn. Rồi chiều cao phủ bì ở đây em đo là 45. Cái đường kính của cái dĩa ở đây em đo là 38 phủ bì. Đó, mã này là mã 4K ha. Đó, cái chất liệu gỗ là gỗ chắc nha. Ở phía sau đây. Đó, trọn bộ luôn cái kê dĩa này em giao lưu mình với giá là 4,9 triệu thôi ha. Giá rất là mềm nha cô chú anh chị mình. Đó, những cái chất liệu rất là quý hiếm nha. Rồi mã 5K em giới thiệu cho mình một cái cháp này, hàng tuổi đời trên 40-50 năm nha. Đó, cái cháp lục giác này quá trời đẹp luôn. Ở phía trên người ta cẳng những cái gì? Phúc lộc thọ nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi cái đường kính phủ bì ở đây em đo là 35 nha cô chú anh chị mình. Đó, cái đường kính đó. Em đo cái dòng bụng cho mình dễ hình dung ha. Cái dòng bụng ở đây là 90. Chiều cao từ cái cháp xuống đây em đo là 20 nha. Đó, được cẳng tứ diện luôn. Hàng này em bao cho mình lành lặn liền lạc ha. Đó, hàng rất là đẹp luôn của chú anh chị mình. Đó, tuổi đời thì em bao cho mình là hàng trên 40-50 năm nha. Màu ốc thì nó cũng đã ngã màu theo thời gian rồi nhưng mà rất là đẹp. Đó. Đó, của chú anh chị mình xem giùm em gỗ gõ ha. Rồi cái này em giao lưu mình với giá là 4,2 triệu, em bao phí ship tặng nhà cho mình. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái hũ đựng trà. Đó, hũ đựng trà này tuổi đời cũng trên 40-50 năm nha. Đó, có sao thì em báo cho mình vậy. Chiều cao ở đây em đo là 23 ha. Dòng bụng thì em đo là 50. Đó, được cũng được cẳng tứ diện luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha. Cái này là nguyên khối người ta làm nha cô chú anh chị mình. Đó, cho nên mình xài là nó em bao cho mình xài trọn đời luôn, hàng không có bị mối mọt gì hết trơn tại là gỗ xưa mà. Đó. Chất liệu rất là ok ha. Hàng được cẳng tứ diện nha. Đó, mình xem giùm em. Rồi cái này em giao lưu mình với giá là 3,5 triệu nha. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái ống điếu nha cô chú anh chị mình. Cái này cũng là gỗ gõ, hàng này tuổi đời trên 30 năm. Đó, toàn bộ là người ta bọc đồng nha cô chú anh chị mình. Em đo cái chiều cao phủ bì từ ở trên đây xuống đây là 40 nha. Từ đây xuống là 21.
Dòng bụng ở đây em đo là 32. Cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Hàng này tuổi đời trên 30 năm ha. Nhưng mà còn em bao cho mình là xài vẫn bình thường nha. Đó, cái này em giao lưu mình với giá là 3,3 triệu ha. Đó, mã 7K giùm em nha. Rồi, cô chú anh chị mình có nghe rõ không ạ? À? Không biết có nghe rõ không nữa. Có gì thì cô chú anh chị mình cũng thông cảm nha. Hôm nay đám tiệc gì người ta hát quá trời lớn rồi. Rồi cái em giới thiệu cho mình một cái bát điếu này, hàng của Tàu nha cô chú anh chị mình. Đó, rồi đường kính của cái bát này là 21 nha. Này. Rồi cái dòng bụng ở đây em đo là 36 nha. Tích là sơn thủy, được bọc đồng hết nha cô chú anh chị mình, ở dưới chỗ không có mọc nha. Đó, hàng này thì cũng tuổi đời cũng gần đây thôi ha. Có sao thì em báo không vậy. Đó, chọn bộ này em giao lưu mình với giá là 1,2 triệu nha. Rồi mã 8K giùm em. Rồi mã 9K em giới thiệu cho mình một cái khay trà xương voi nha cô chú anh chị mình nha. Đó, xương voi cái tuổi đời của cái này cũng trên 20-30 năm rồi nha. Rồi cái này em đo đường kính là 30 ha, chiều dài ha. Chiều rộng ra là 18. Chiều cao ở đây em đo là 10 nha. Đó, xương voi được đục chạm hết trơn luôn nha cô chú anh chị mình. Rất là đẹp nha. Đó, mình xem giùm em. Rồi, cái này em giao lưu mình với giá là 4,5 triệu nha. Em bao phí ship tặng nhà. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái cặp bình. Để qua đây luôn chú. Rồi, cặp bình hoa, hoa xanh này rất là đẹp ha. Hàng của Tàu. Rồi, chiều cao ở đây em đo là 52. Đường kính miệng ở đây em đo là 19. Dòng cổ đây là 32. Dòng bụng là 70. Đó, cặp bình này thì em bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình về chơi. Em để giá là 1,8 triệu cặp bình này nha cô chú anh chị mình. Đó, 1,8 triệu em bao phí ship tặng nhà. Đây, mình xem giùm em nha, chôn đế đây. Cặp bình này lên giùm em mã 10K nha. Mã 10K. Cô chú anh chị mình xem clip thì cho em xin một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị mình. Đó, mình chưa nhấn đăng ký kênh thì mình nhấn đăng ký kênh giùm em nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái cặp bình mã 11K, men gạn của bác chàng nha cô chú. Đó, hôm nay cái giọng cũng còn bể chưa hết. Rồi chiều cao ở đây em đo là 57 nha. Đường kính miệng ở đây là 21. Dòng bụng là dòng cổ ở đây là 35. Đó, dòng bụng ở đây là 83. Cái này em bao cho mình là lành lặn liền lạc nha, không có bị lành tích nha cô chú anh chị mình. Đó, hai con rồng ha, rất là đẹp luôn. Đây, chung đế đây. Đó, hai cái nó bằng nhau nha cô chú anh chị mình. Đó, cặp bình này là hàng dẻ tay nha, rất là đẹp luôn. Rồi, em giao lưu cặp bình này mã 11K với giá là 2,8 triệu nha. Em bao phí ship tặng nhà cho mình ha. Đó. Rồi, cô chú anh chị mình xem thích cái mã nào chụp hình gửi qua Zalo giùm em nha. Zalo của em là 0968 877 667 nha cô chú anh chị mình. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái cặp treo này chữ thọ nha cô chú anh chị mình. Hàng gỗ lim nguyên khối nha, người ta đục chạm cái chữ thọ nha cô chú anh chị mình. Đó, ở phía trên đây thì hai cái con hai con chim ha. Đó, cái này thì em siêu tầm được của người ta xài, cái này cũng trên 20 năm rồi. Rồi chiều cao đường kính ở đây em đo là 54 nha. Chiều rộng chiều cao lên là 31. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, ở phía sau này nó có móc cho mình treo lên ha. Ở phía hai bên đây là hai cái chữ thọ ha, hai tấm nó bằng nhau thì em đo đại diện một tấm. Đây, mình xem giùm em ha, gỗ lim hàng nguyên khối nha. Ở phía sau này có móc cho mình treo lên. Đó, cặp này em giao lưu cho mình với cái giá là 3,8 triệu nha cô chú anh chị mình. Rồi, cặp này em giao lưu mình với giá là 3,8 triệu. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái bàn nghi. Đó, bàn nghi này là gỗ gõ ha, tuổi đời cái bàn này cũng trên 20 năm nha. Ủa, nó lộn. Cái kỹ trà nha cô chú anh chị mình. Cái kỹ trà cũng trên 20 năm rồi.
Cái đường kính, cái chiều dài ở đây em đo là 95. À, cái chiều rộng lên ở đây là 45. Chiều cao ở đây em đo là 22 nha. Đó, được đục chạm tứ diện nha cô chú anh chị mình. Đó, bốn mặt đều đục hết nha. Đó, mình xem giùm em ha. Rất là dày dặn. Đó, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Rồi, cái kỹ trà này em giao lưu mình với giá là 5,5 triệu nha. Em bao phí ship tặng nhà cho mình. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái chữ thọ nha cô chú anh chị mình. Đó, chữ thọ ở phía trong này là đục chạm tứ linh nha. Đó, ở phía trong này người ta cẳng ốc tứ linh, nó lộn đục chạm cẳng ốc tứ linh nha cô chú anh chị mình. Đây là cái mặt của con rồng nè, rất là đẹp luôn ha. Đó, cái khung ở ngoài là khung trúc nha, gỗ là gỗ gõ, cái mặt tấm này không chê vào đâu được luôn ha. Rồi, cái đường kính ở đây em đo là 62 phủ bì nha. Chiều rộng ra là 42. Lọt lòng ở trong đây là 54 nha. Chiều rộng lọt lòng là 34. Đó, mình xem giùm em nha. Độ dày là 3 phân. Gỗ gõ ở phía ngoài là khung trúc nha cô chú anh chị mình. Đó, được đục chạm tứ linh khá là đẹp luôn. Đây, tấm này khá là nặng nha. Đó, em đã gia cố móc cho mình rồi. Rồi, tấm này em giao lưu mình với giá là 3,5 triệu ha. Mã 14 giùm em nha, 3,5 triệu. Dạ dạ. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái tấm tranh này khá là đẹp nha bà con. Đó. Rồi, em giới thiệu con. Rồi, chiều dài phủ bì cái tấm tranh này là 1m27 nha. Lọt lòng ở đây em đo là 1m10 nha cô chú anh chị mình, 1m1 ạ. Chiều cao phủ bì là 58. Lọt lòng cái tấm tranh là 38 nha. Đó, tích là chim hoa nha cô chú anh chị mình. Tuổi đời tấm tranh này cũng trên 20 năm rồi ha. Em đem về và đã chùi là lau bóng cho mình sạch sẽ ha. Hàng bên em thì chất lượng, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Rồi, độ dày của tranh là 3 phân ha. Tuổi đời, cái mã 15K này em giao lưu cho mình với giá là 7,5 triệu ha. Rồi, quay mặt sau. Đó, ở phía sau thì em cũng đã gia cố móc cho mình nha. Cô chú anh chị mình muốn em gia cố thêm ở đây cái móc cũng được nha. Đó, rồi. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho mình cái tấm này. Một cái tấm tranh được cẩn ốc xưa nha cô chú anh chị mình. Cái chữ ở đây là phúc lộc thọ nha. Đó. Chiều dài phủ bì ở đây em đo là 1m27 nha. Rồi, lọt lòng ở đây là 1m17. Ủa, 1m07 chứ, lọt lòng. Chiều cao là 58 nha. Chiều cao phủ bì, chiều cao lọt lòng ở đây là 38 cô chú anh chị mình. Độ dày là 3 phân ha. Cái này là gì? Cái chữ là Đức Lưu Quang hả? Cô chú anh chị mình ơi, em hồi nãy em báo lộn nha cô chú anh chị mình. Cái chữ này là Đức Lưu Quang giùm em nha. Đức Lưu Quang. Đó, cô chú anh chị mình xem lại giùm em nha. Đó, tại nhiều hàng quá em nói lộn, cô chú anh chị mình thông cảm nha. Rồi, quay mặt sau. Cái tấm này mã 16K em giao lưu mình với giá là 6,5 triệu thôi ha. Giá rất là mềm. Đó, mình xem giùm em, hàng rất là chắc chắn ha. Rồi. Rồi, mã 17 này em giới thiệu cho mình một cái bàn nghi. Cái bàn này thì gỗ gõ. Hàng này tuổi đời trên 30 năm rồi cô chú anh chị mình. Cây thì khá là dày dặn luôn. Những cái họa tiết này người ta được chạm tay nha. Đó, được cẳng ốc lên màu khá là đẹp luôn. Đó, đó, người ta đục chạm cái này là nho sóc nha cô chú anh chị mình. Đó, rất là đẹp nha. Cái bàn nghi này rất là nặng luôn và dày dặn lắm nha cô chú anh chị mình. Nhận hàng cô chú anh chị mình sẽ cảm nhận được. Rồi, chiều dài phủ bì ở đây em đo là 1m. Chiều rộng là em đo là 57 nha. Chiều cao là 1m nha cô chú anh chị mình. Cái dìm ở đây em đo nè. Cái dìm bàn ở đây là 35 nha. Dìm bàn chỗ này đi, dìm bàn chỗ này là 25. Đó.
Nó đục chạm ở cái mặt trên thôi và cẳng cái mặt trên mặt này thôi nha cô chú anh chị mình. Những cái mặt bên hông thì không có cẳng nha. Đó, quay vòng cho cô chú anh chị mình xem. Rất là chắc chắn nha. Dày lắm. Cái bàn này rất là dày nha. Em mới sưu tầm về được. Cái bàn này khá là đẹp luôn. Cái này em bao cho mình xài vĩnh viễn luôn. Rồi cái đố của cái bàn là em đo đây là 6 phân rưỡi nha. Cái đố của cái chân bàn là 6 phân rưỡi. Đó cô chú anh chị mình xem giùm em nè. Rất là dày nha. Đó không có chơi vào đâu được cái bàn này luôn. Đó mình xem giùm em ha. Rồi cái bàn này mã 17 nha. Em giao luôn mình với giá cũng là 17 triệu luôn cô chú anh chị mình. Đó giá rất là mềm nha. Rồi thì tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái bộ tranh. Bộ tứ quý nha cô chú anh chị mình. Bộ này thì cũng không có chơi vào đâu được luôn. Bộ này khá là nặng luôn. Một tấm tranh như vậy khá là nặng nha. Rất là dày. Bộ tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai nha. Đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông đó cô chú anh chị mình. Ở phía trên thì người ta được cẳng bát tiên nha. Rồi chiều cao phủ bì ở đây em đo là 1m17 nha. Khá là cao luôn. 1m17. Chiều gọng gá ở đây em đo là 30 nha. Độ dày ở đây em đo là 3 phân. Ở phía trên này là người ta cẳng bát tiên nha cô chú anh chị mình. Đó. Cái chất gỗ cái bộ tranh này là không chơi vào đâu được luôn ha. Gỗ gõ. Gỗ gõ mặt nha cô chú anh chị mình. Đó. Đó mình xem giùm em cái màu ốc ha. Ốc làm màu rất là đẹp và tơ tóc luôn. Đó cái bộ này là không chơi vào đâu được luôn nha. Đó mình xem giùm em. À. Cái này em đã làm hoàn chỉnh cho mình khi về chỉ việc trưng bày thôi nha cô chú anh chị mình, không có làm gì thêm ha. Hàng thì em bao cho mình lành lặn liền lạc đây mình xem giùm em nha. Ở phía sau em đã gia cố móc cho mình rồi. Đó. Rồi bộ này em giao lưu mình với giá là 12 triệu thôi. Giá rất là mềm nha cô chú anh chị mình, bộ tranh này khá lớn nha. Đó, đứng đây em luôn nè, ngang người luôn. Đó. 1m27 nha cô chú anh chị mình, khá là cao nha. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái tủ trưng bày gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Em bao cho mình là cái tủ này là trên 30-40 năm rồi nha. Đó, hàng thì em bao cho mình gỗ là chất liệu là 100% là gỗ gõ mặt nha. Sao đó? Hả? Dài tổng thể là 2m20 nha cô chú anh chị mình. Đó, 2m20. Rồi, cái dòng tròn của cái tủ này phủ bì là 1m93 nha. Đó, mình nghe rõ không cô chú anh chị mình ơi? Quá trời ồn rồi, bữa nay quay. Cô chú anh chị mình cũng thông cảm giùm em nha. Tủ này nó có mấy cái cửa này cô chú anh chị mình quay vòng đi rồi em sẽ mở ra ha. Đó đây. Đó mình xem giùm em ha. Rất là dày luôn nè. Cái này là dày 3 phân nha. Cái dáng miếng dán là dày 3 phân. Đó mình xem giùm em ha. Tủ này tủ Louis xưa nha cô chú anh chị mình. Nó không chơi vào đâu được luôn ha. Hàng gỗ gõ cái tủ này là 5 6 người đàn ông ginh mới nổi nha. Đó rất là nặng luôn. Cái này em bao cho mình xài vĩnh viễn luôn nha cô chú anh chị mình, hàng toàn bộ ghép mộng nè. Đó, đục chạm mộng hết luôn nha. Rồi ở phía trên đây cô chú anh chị mình. Đó mình xem giùm em. Đó nó được hai ngăn nha cô chú anh chị mình. Đó, ba ngăn tổng cộng với ngăn này nữa. Đó, mình xem giùm em. Tủ này khá là đẹp luôn cô chú anh chị mình, chất liệu là dày dặn lắm. Nhận hàng không chơi vào đâu được nha. Em bao cho mình. Đó, để được rất là nhiều đồ ha cô chú anh chị mình. Ở phía trên này là bốn cái cửa tổng cộng nha, bốn cửa lớn. Đó. Rồi cái tủ Louis này em giao luôn mình với giá là 36 triệu thôi cô chú anh chị mình nha. 36 triệu em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Đó, rất là giá rất là mềm ha. Cái tủ này mà đi xa phí ship khá là cao luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, rồi. Mã 19 là cái tủ Louis nha. Rồi tiếp theo lên giùm em mã 20 cô chú anh chị mình. Đó mình xem giùm em ha. Đó mã 20.
Mã 20 này em có về được một bộ bàn quách cổng thành nha cô chú anh chị mình. Đó, quách cổng thành. Bộ này gồm có 8 món nha cô chú anh chị. Đó, 8 món. 4 cái ghế và 2 cái đôn và 1 cái ghế dài, 1 cái bàn ha. Bộ này rất là sang trọng quý phái luôn nha. Đó, bộ này thì không chơi vào đâu được. Em giới thiệu cho mình trước là cái bàn nha. Em giới thiệu cho mình trước cái bàn ha. Rồi, chiều dài phủ bì ở đây em đo là 1m19. 1m19. Chiều rộng ở đây em đo là 89 nha. Lọt lòng cái miếng đá ở trong này là 1m02. Rồi, cái chiều rộng ra chỗ cái miếng đá là 72. Chiều cao ở đây em đo là 73. Cái dìm bàn là 13 nha cô chú. Đó, cô chú anh chị mình xem. Rồi, cái đố của cái chân bàn này là 6 phân. Đó, ở phía dưới này cũng có một cái kệ nè. Đó, để mình ngồi mình gác chân đồ rất là dày dặn nha cô chú anh chị mình. Đó, cái bộ này thì em bao cho mình là hàng lành lặn liền lạc nha. Không có bị sức mẻ đắp giá chỗ nào luôn. Đó, ở phía trên đây người ta được chạm tay nè, khá là đẹp nha. Bốn mặt nó giống nhau ha. Đó. Rồi, em giới thiệu cho mình cái ghế dài nha. Không, để nguyên em. Rồi, chiều dài phủ bì ở đây em đo là 1m87. Lọt lòng ở đây em đo là 1m75. Đó, mình xem giùm em ha, khá là dài và bự. Rồi, chiều rộng ở đây em đo là 47 nha. Chiều cao từ mặt dưới đất lên cái ghế ngồi là 48. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Cái dìm của cái ghế, cái tay ghế ở đây là 6,5 phân. Chiều cao phủ bì của cái ghế là 1m20. Đó, mình xem giùm em ha. Trên đây người ta làm ốp hai mấy miếng đá nè, có mộc luôn, khá là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi, em giới thiệu cho mình tới một cái ghế nha cô chú anh chị mình. Nó 4 cái ghế bằng nhau thì em đo đại diện một cái nha. Rồi để đây em đó, em đo đại diện cho mình xem một cái nha cô chú anh chị mình. Rồi, chiều rộng nhất của cái ghế đây là 60. Chiều rộng ra ở đây là 43 nha. Chiều cao ở đây em đo là 48. Đó, mình xem giùm em nha. Chiều cao phủ bì ở đây em đo là 1m09 nha cô chú anh chị mình. Đó. Cái dìm của cái tay cầm ở đây là 6 phân. Đó, mình xem giùm em ha. Ở đây người ta làm rất là sắc sảo và tỉ mỉ nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, mình xem không gõ không kỹ thì mình kết bạn qua Zalo giùm em nha. Đó, 4 cái ghế nó bằng nhau thì em đo đại diện cho mình một cái nha cô chú anh chị mình. Còn những chi tiết nào cô chú anh chị mình cần thiết thì kết bạn qua Zalo, em sẽ chụp hình cho mình xem. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu cho mình một cái đôn nha. Chiều dài phủ bì của cái đôn ở đây là 42. Chiều rộng ở đây em đo là 33. Chiều cao là 70. Cái dìm của cái đôn ở đây là 10 phân. Đó, cô chú anh chị mình xem. Còn cái đố của cái đôn ở đây là 5 phân. Đó, cũng có một cái mặt đá, mặt đó, cái mặt người ta làm ở đây, một cái kệ ở đây mình để đồ, để trà, để đồ ở đây cũng rất là tiện đó, của chú anh chị mình. Đó, trưng bày nước, đồ cũng rất là tiện nha. Đó, có hai đôn mà em đo đại diện cho mình một cái nha cô chú anh chị mình. Rồi, chọn bộ này thì gồm có là 8 món. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Bộ này thì không chơi vào đâu được ha, để vô nhà rất là sang trọng luôn. Đó, bộ này thì mã 20 ha, hôm nay em giao lưu mình với giá là 60 triệu thôi cô chú anh chị mình. Giá rất là mềm ha, em bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình. Đó, hàng bên em quay như thế nào thì sẽ giao lưu cho mình y như vậy, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Đó, còn mình xem không gõ không kỹ thì mình kết bạn qua Zalo, em sẽ chụp hình rồi báo chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình ha.
Mã 20 này cũng là mã cuối clip nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.